các bạn nhé, hiện tại bây giờ mình đang có mặt ở trên cây xăng Dốc Đôn. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau đến đây để thưởng thức một trong những xe đồ ăn chín có rất là nhiều những món ăn ngon. Như bạn nhìn thấy ra phía xa xa như là cái bàn chỗ chịu chặt, đang có khá là nhiều người đang đứng đợi để mua hàng. Đến đây quay chia sẻ với bạn một chút. Em hỏi một tẹo là giá cả khá lâu em không ăn thì nó có thay đổi gì không chị? Nó lên một tí và đang chảy. Lên một tí rồi đúng không? Trước là 300 đúng không? Bây giờ rẻ rồi. Bây giờ rẻ. Rẻ xong rồi lại lên rồi. Rẻ. Rẻ. Lúc em ăn thì nó là 300. Bây giờ là 22 mấy chị? Bây giờ là 270. Bây giờ là 270.000 các bạn nhá. Sau đó các bạn nhìn thấy cho mình đó là những cái dạ dày. Dạ dày này chín nhồi lắm mà, rất là ngon. Chỉ đã xong. Em để tiền luôn không? Đi em về đây. Đây em để tiền em đi cho con này đi chơi tầm nửa tiếng em mới về đây. Đáp phần mọi người toàn ăn ba chỉ. Đến trưa bây giờ. Xếp hàng để mua thịt đây các bạn nhé. À không, nhưng mà nếu mà được thì ngoài nó cứng. Nghe chặt từ đầu vào trong à? Không thể nào mà chặt nữa, bỏ đầu bỏ đuôi. Người tiền. Hai trăm mấy ạ?
em hết cũng được, chắc thương nghiệp rồi nhé. Có chiếc đều không? Đây các bạn nhé, các bạn có nhìn thấy cho mình bên trong tầm này bây giờ chị đã hết hàng. Những cái chị đang quay ở trên này chủ yếu là khách hàng đã đặt hết rồi. Các bạn nào đến sau thì sẽ không còn mua được khách. Các bạn ở những số tiếp theo nha. Nếu bạn thích món của chị thì các bạn lên sớm sớm một chút cho mình nhá. Bye bye.